Giờ sẽ 8. Như vậy với cái hình này các bạn nhìn ở bên tay phải các bạn thấy các laser nè. Nó đang để ở đây. Như vậy bức ảnh này nó có cái gì đặc trưng? Bức ảnh này chúng ta sử dụng một cái hệ màu khác. Nó không phải là RGB cũng không phải là CMYK. Đó. Như vậy cái hệ màu của chúng ta các bạn sẽ chọn trong mod nè. Các bạn sẽ thấy hệ màu nè. Với một bức ảnh nếu như mà các bạn chuyển về cái dạng này thì nó chỉ có trắng và đen, nó không có xám nha. Cái này là có xám nè. Còn nếu như mà chúng ta chuyển bức ảnh này về thuộc dạng là bitmap. Thấy chưa? Chỗ nào đen tức là nhiều điểm. Nó nhiều điểm. Còn chỗ nào xám tức là nó thưa điểm lại. Nhưng với bất kỳ một điểm ảnh nào mà xuất hiện, nó chỉ có màu đen thuần túy và màu trắng thôi. Không có cái màu ở giữa. Đó, nếu như mà chúng ta muốn thấy nó là màu xám giống như bây giờ thì chỗ đó mình sẽ chấm thưa lại. Còn bản thân khi mình chấm xuống là cái độ màu của cái điểm này với độ màu của cái điểm mà chỗ mà mình thấy đậm này đều giống nhau. Như vậy là ảnh bitmap hay là gọi là ảnh trắng đen. Còn cái ảnh này nó là ảnh gray bởi vì cái chỗ cái má này nè, cái điểm ảnh này nó có cái màu là nhạt hơn so với cái màu chỗ đậm này. Đen. Nó là màu xám. Còn ảnh bitmap là không có màu xám, chỉ có black and gray thôi. Được chưa? Ok. Rồi mình sử dụng một cái màu khác. Như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng ảnh dạng gray là chúng ta có thể chọn màu. Ví dụ cái này là màu sáng, là xám sáng hơn. Cái này cũng là xám nhưng mà đậm hơn. Chứ nó không có xanh cũng chẳng có đỏ nha. Đối với lại gray là nó không có xanh, không có đỏ gì hết. Nó chỉ có từ cái màu là trắng hoàn toàn cho đến đen hoàn toàn thôi. Và cái hệ màu mà chúng ta đang dùng cho cái layer 8 là người ta sử dụng với một cái chế độ màu khác. Như vậy thì với cái hệ màu này chúng ta có thể chọn hai màu để pha trộn tạo nên một bức ảnh, hoặc là chúng ta chọn 3 màu để pha trộn, hoặc chọn 4 màu để pha trộn. Như vậy trong bức ảnh này chúng ta có thể chọn một màu duy nhất, nó là ảnh xám ha. Nếu như chúng ta chọn mono thì nó là gray đó. Còn nếu mà chúng ta chọn ở đây là hai màu. Rồi lúc nãy là người ta chọn màu xanh, bây giờ giả sử mình không chọn màu xanh nữa mà mình chọn màu khác. Đấy. Như vậy thì nó sẽ dùng cái màu đỏ này nè để nó pha trộn vô so với màu đen. Bức ảnh của chúng ta sẽ có hai màu này trộn lẫn với nhau. Nếu như mình chọn màu vàng. Đó, thì bức ảnh của mình là đen trộn với vàng. Còn bây giờ chỗ này mình không chọn đen mà mình sẽ chọn xanh với vàng thì nó ra tím. Được chưa nào? Như vậy thì giống như là mình sẽ chủ động, mình sẽ chọn những cái màu để mình pha cho cái đối tượng của mình. Cho cái đối tượng của mình. Rồi ví dụ như bạn chọn 3 màu đi. Đỏ. Green. Green chỗ này cho không luôn đi. Và blue. Theo các bạn nó ra màu gì? Ra màu đen. Đấy, mình chọn 3 màu này quay ngược lại nó ra màu đen. Rồi mình chọn màu khác. Đấy, như vậy thì cái này là mình sẽ chủ động chọn các cái màu. Ở đây là người ta để là in. Là gì các bạn? Mực á. Màu của mực in. Mực, mực viết tắt của từ mực ha. Đó, như vậy thì các bạn có thể chọn 3 cái màu mực để hòa lại với nhau.
tạo thành cái màu của bức ảnh. Đó là cái kiểu để mà chúng ta sử dụng cho cái bức ảnh này. Này, chúng ta quay trở lại ban đầu. Bây giờ chúng ta sẽ tạo mới một bức ảnh. Nó có kích thước bằng Final 8. Và cái hệ màu của mình ở đây, mình chỉ có thể sử dụng được Bitmap, Ray hoặc là GGB, CMYK hoặc là. Như vậy thì mình không có thể tạo giống như là cái mà chúng ta đang thấy. Vậy thì khi chúng ta tạo xong, chúng ta có thể chuyển mod được hay không? Không. Nhưng các bạn sẽ chuyển về Ray trước. Sau đó các bạn có thể chuyển lên đây được. Như vậy thì lúc đầu chúng ta tạo, chúng ta nên tạo theo gì? Lúc đầu chúng ta tạo, chúng ta sẽ tạo theo gì? Tạo theo color mode là Ray. Ray. Được chưa? Tạo theo color mode là Ray. Và nếu như các bạn không quen với cái màu này là màu gì, thì chúng ta có thể chọn xem cái màu mà chúng ta đang nhìn thấy. Lúc nãy người ta để 80, mình cho lên 100. Đây, cái màu mà chúng ta đang nhìn thấy đây. Tắt luôn cái này. Đây, cái màu thực sự của nó là màu này. Rồi, chúng ta có thể nhìn cái màu này ở đâu? Chúng ta sẽ chọn Image Mode. Và chúng ta chọn cái màu thứ hai. Cái màu thứ hai nó có tên nè. Được chưa? 297C. Chúng ta coi bức ảnh của này nó có màu gì. Hay 97C VC. Vậy cái màu này đâu ra? Đây các bạn. Chế độ xem màu. Thấy chưa? Rồi. Thấy không? Thấy rồi. Ok. Như vậy mình chuyển cái cách để chọn màu. Như vậy thì khi mà các bạn thiết kế thì các bạn nên chọn theo cái dạng như thế này. Bởi vì cái này nó sẽ là cái số hiệu nằm trên cái pattern màu để mà các bạn đi lấy màu với lại khách hàng á. Hôm trước thầy có giới thiệu trên lớp á, thì mình sẽ cầm cái banner màu này, mình đi lấy màu với khách hàng. Mình sẽ áp vô để cho khách hàng người ta nhận biết được là cái màu đó là màu gì. Vậy thì nó có cái mã ở đây. Như vậy chúng ta làm việc là làm việc qua cái mã, nó sẽ dễ để chúng ta thống nhất. Đấy. Như vậy thì lúc mà chúng ta chọn màu thì chúng ta nhớ chọn cái mã ở đây. Đó. Khi mà các bạn chọn màu thì nó sẽ thay đổi cái mã nè. Rồi, trong này mình sẽ tô màu. Như vậy thì các cái phần khác chúng ta tính sau. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cô gái này qua. Đó, bên này màu đen đưa qua đây thành màu xanh. Chúng ta sẽ chọn, chúng ta đưa qua. Ctrl C, Ctrl V. Thấy không? Đây là đen, đây là xanh. Được chưa? Đó, trước tiên là mình thấy cái màu. Rồi. Tiếp tục, mình tô ở trên. Như vậy bạn sẽ phân ra. Đó, phân ra để tô màu. Như vậy hôm trước thầy có nói là gì? Nếu như bạn muốn chọn sát biên, bạn muốn chọn sát biên thì bạn click chọn ở đây, nó không có chính xác, nó khó chọn lắm. Mình cho bức ảnh nó rộng hơn tí xíu. Lớn ra ngoài. Rồi, mình chọn sát biên. Nếu cần thì bạn sẽ đưa thước xuống đây, bạn dễ nhìn.
Đây, nó khoảng ở đây. Khoảng ở đây. Chọn lên đến bên này. Ok. Và chọn bao ra ngoài luôn. Đấy, như vậy cái vùng tròn của mình nó sẽ ở ngoài đấy các bạn. Rồi, mình sẽ tạo layer mới và mình sẽ tô màu. Như vậy bây giờ chúng ta có vùng tròn và chúng ta sẽ bắt đầu lấy màu để chúng ta tô màu. Đó, như vậy giả sử màu của mình là nó như thế. Mình sẽ chọn vô bit màu ở đây. Đó, các bạn thấy là cái màu của mình đang đang có nè. Nếu mà các bạn ok rồi các bạn tô thì nó vẫn là màu đen. Cho nên khi mà các bạn bít màu á, các bạn nhớ chọn lít chuột ở đây một cái, lít chuột cho nó một cái, lít chuột ở đây ha, ngay cái chỗ mà nó gợi ý cho mình nè. Ok, đấy, được chưa? Ctrl Shift Y, tô màu trắng luôn. Rồi, như vậy là chúng ta đã có màu xong. Tiếp tục chọn fill nó là 80. Tạo layer mask. Tạo layer mask. Như vậy thì cái layer mask của mình nó sẽ có là gì? Chia làm hai phần. Làm hai phần. Một phần là nghiêng mình tô màu đen bên này trắng qua đây, một phần là tô màu đen ở trên trắng ở dưới. Như vậy mình sẽ vẽ cái vùng tròn. Đó, được chưa? Rồi, với cái vùng này mình sẽ tô màu trắng đen. Ở bên ngoài này đen, bên trong trắng. Như vậy mình phải tô ngược lại đúng không? Nếu vậy là không phải nè. Ngoài này đen, trong trắng, đảo màu lại. Đấy. Rồi. Đối với cái vùng chọn còn lại thì Ctrl Shift Y. Trên đen, dưới trắng. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã có được cái layer thứ hai. Layer tiếp theo, chuyển chiếc lá qua, chuyển logo qua. Rồi, lá các bạn tách ra. Lá tách ra. Ctrl X đi. Ctrl V. Như vậy là mình đã tách được cái logo ra. Cái chỗ này mình tô màu nè các bạn. Cái màu đen của mình nó chưa có xuống nhiều, giống như cái ảnh gốc. Cho nên là chỗ này mình không thấy rõ cái phần này. Như vậy thì cái màu ở bên này nè, mình tô cái màu đen nó xuống sâu tí xíu, sâu dưới này tí xíu nha. Đó, màu đen mình tô sâu xuống tí xíu thì nó sẽ thấy rõ cái phần thân ở phía dưới. Nó tách rõ màu ra. Các bạn tô lại, các bạn tô kỹ tí xíu. Rồi cắt lá ra. Như vậy là mình đã xong cái bài này. Như vậy cái phần tô này mình có thể tô lại.
Đó, mình sẽ phân biệt được hai màu rồi nè. Được chưa? Được rồi. Rồi, như vậy thì các bạn sẽ có được các cái màu nó tách biệt nhau. Đó. Có cái độ sáng tối khác nhau thì nó sẽ tách biệt nhau. Rồi, chúng ta làm lại nha.